Redmi 5 Plus hay là Honor 9 Lite có lẽ là một trong những câu hỏi các bạn đang rất phân vân, bởi vì trong tầm giá 4 triệu thì chúng ta có rất nhiều hãng đang dội bom vào để các bạn có được những sản phẩm tốt nhất. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giúp cho các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn rằng chúng ta nên lựa chọn sản phẩm nào phù hợp với đối tượng sử dụng nào. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Review Dạo, mình là Tuấn Ngọc. Đây là sản phẩm mà theo mình đánh giá là có thiết kế khá là bắt kịp xu hướng, bởi vì nó đều mang trong mình cái màn hình full view và có tỷ lệ là 18:9. Tuy nhiên thì cả hai chiếc điện thoại này nó đều đi theo hai xu hướng thiết kế hơi khác nhau một chút. Với chiếc Redmi 5 Plus, mặc dù các bạn sẽ không có một cái điện thoại được gọi hẳn là kim loại nguyên khối, nhưng các bạn sẽ có một mặt lưng phần lớn được làm bằng kim loại và hai phần trên và dưới anten chúng ta được làm bằng nhựa mà thôi. Nó vẫn mang lại chúng ta cảm giác cầm nắm rất tốt, không có mồ hôi dấu vân tay được bám trên này một chút nào. Khi mà các bạn cầm, nó được bo cong mềm mại ở các cạnh nên là sẽ giúp cho các bạn có một cảm giác cầm nắm rất ok. Ở chiều ngược lại thì với chiếc Honor 9 Lite thì các bạn sẽ có một chiếc điện thoại nhìn rất đẹp và sang trọng. Ở trong bài đánh giá lần trước mình có nói rồi, cái điểm mạnh nhất của chiếc điện thoại này có lẽ phải nói là thiết kế, thì chúng ta sẽ có hai mặt kính nhìn rất là sáng láng này, và mặt viền của chúng ta mặc dù được làm bằng nhựa nhưng mà cái nhựa này nó rất là tốt và các bạn cầm vào cảm giác nó vẫn rất ôm tay và chắc chắn. Chỉ có một điểm hơi kém một chút thôi, đó là chắc chắn là nó sẽ bám mồ hôi dấu vân tay rất nhiều, nên bạn nào hay ra mồ hôi tay thì đây sẽ chưa phải lựa chọn cho các bạn. Còn với chiếc Redmi 5 Plus thì nó hơi bè hơi to, các bạn cầm vào nó không có cảm giác ôm tay như Honor 9 Lite nhưng mà nó không hề có mồ hôi dấu vân tay một chút nào. Cả cái viền lẫn cái mặt lưng này đều hoàn thiện khá tốt. Vậy nên ở cái phần thiết kế này thì mình sẽ muốn để cho các bạn đánh giá hơn, bởi vì mỗi người sẽ có được một cái thang điểm để mang lại cho mình một cái cảm giác cầm nắm tốt nhất. Nhưng mà nhìn chung ý, thì bạn nào mà yêu thích thiết kế đẹp thì nên chọn chiếc Honor 9 Lite. Bạn nào yêu thích một thiết kế chắc chắn, cầm nắm tốt, không bám hôi dấu vân tay thì Redmi 5 Plus sẽ là lựa chọn của bạn. Tiếp theo thì mình muốn đánh giá về màn hình. Với chiếc Redmi 5 Plus các bạn sẽ có một cái màn nó gần 6 inch cơ. Còn với chiếc Honor 9 Lite các bạn chỉ có cái màn nó khoảng 5,7 inch mà thôi. Cả hai màn hình này đều có độ phân giải tương đương nhau là Full HD Plus và nó cùng mang trong mình cái tấm nền là IPS LCD. Ban đầu thì mình cứ nghĩ rằng hai cái màn hình này cùng thông số, cùng độ phân giải, cùng tấm nền thì nó sẽ hiển thị y hệt như nhau, nhưng mình đã nhầm. Với Honor 9 Lite các bạn sẽ có một cái màn hình nó tương phản màu sắc rất tốt, có nghĩa là màu đỏ nó đậm này, màu đen thì sâu hơn. Còn với chiếc Redmi 5 Plus các bạn thấy sẽ thấy là màu sắc nó nhạt hơn một chút, đặc biệt là khi mà các bạn nhìn vào các icon. Thì ví dụ như cái icon của JPEG Jorai thì các bạn sẽ thấy là cái màu nâu trên tóc của ông anh này với chiếc Honor 9 Lite nó đậm hơn khá là nhiều. Đổi lại thì với chiếc màn hình của Redmi 5 Plus thì nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái mức độ sáng khá tốt. Khi mà mình tăng max sáng thì cái độ sáng của Redmi 5 Plus nó đáp ứng được tốt hơn. Có nghĩa là các bạn mang ra ngoài trời thì với cái điều kiện nắng cực gắt, mặc dù là cái độ sáng nó chênh nhau một tí thôi, nhưng mà với cái độ sáng cao hơn của Redmi 5 Plus thì nó sẽ đáp ứng cho bạn nào mà hay mang máy ra ngoài trời với cái độ sáng nó lớn như vậy. Và mình xin tổng kết rằng là nếu bạn nào đang thích một chiếc màn hình mà có thể xem phim tốt thì các bạn nên chọn Honor 9 Lite, bởi màu sắc của nó cực kỳ ổn. Còn với bạn nào đang cần một chiếc điện thoại để các bạn có thể lướt web này, chơi game nhiều hơn thì các bạn nên lựa chọn chiếc Redmi 5 Plus, bởi vì nó rất là lớn cũng như là cái độ sáng nó cao. Tiếp theo là mình sẽ nói với các bạn về cấu hình. Với chiếc Redmi 5 Plus các bạn sẽ có con chip là Snapdragon 625, dung lượng RAM của bạn sẽ là 3GB. Trong khi đó thì chiếc Honor 9 Lite các bạn sẽ có con chip là Kirin 659 và thêm vào đó các bạn sẽ vẫn có dung lượng RAM tương đương, đó là 3GB. Mình có thử một bài speed test ở ngoài thì mình thấy là hầu hết các cái tác vụ cái chiếc máy nó đều tương đương nhau khá là nhiều. Và nói tóm lại thì cái phần speed test này thì hầu hết cái chiếc máy này nó đều ngang bằng mà mình sẽ chấm đề cái điểm hòa. Nhưng mà có mọi chuyện thì khác đi khi mà mình mở lên phần đa nhiệm, thì mặc dù là đều có cái dung lượng RAM là 3GB nhưng mà cái chiếc Redmi 5 Plus chúng ta lại có phần thua thiệt hơn khi mà nó tối ưu hóa RAM không tốt bằng Honor 9 Lite. Honor 9 Lite thì hầu hết là các tựa game mình không cần phải load lại, trong khi là chiếc Redmi 5 Plus nó load lại khá là nhiều. Còn về cái phần trải nghiệm game thì chắc chắn là mình sẽ đánh giá cái chiếc Redmi 5 Plus hơn, bởi vì nó được trang bị GPU là Adreno. Những cái trải nghiệm trong cái tựa game là PUBG Mobile nó tốt hơn khá là nhiều so với chiếc Honor 9 Lite. Và kể cả Asphalt 8 thế, những cái tựa game nặng thì nó cũng đáp ứng được cho các bạn cái trải nghiệm rất là tốt, trong khi Honor 9 Lite hơi vật vã một tẹo. Nói tóm lại là với cái phần trải nghiệm về cấu hình cũng như hiệu năng, bạn nào yêu thích tốc độ, quản lý RAM tốt, xử lý những công việc nó mượt mà thì các bạn nên lựa chọn Honor 9 Lite. Còn bạn nào đang thiên về khả năng chơi game hơn thì các bạn nên chọn chiếc Redmi 5 Plus. Về phần mềm thì cả hai chiếc điện thoại của chúng ta đều đang chạy hệ điều hành Android. Với Redmi 5 Plus thì các bạn sẽ chạy Android 7 Nougat và được tối ưu hóa lại với giao diện là MIUI. Còn Honor 9 Lite thì chúng ta sẽ được chạy Android 8.0 Oreo, được tối ưu hóa lại dưới giao diện là EMUI. Về phần này thì mình xin đánh giá luôn là MIUI sẽ giành chiến thắng. Bởi vì sao? Nó thiết kế đẹp này, rất là chỉn chu, icon các bạn nhìn vào rất là trung hòa. Và thêm nữa là MIUI chúng ta có rất nhiều cái tính năng hay ho. Trong khi đó là ở trong cái bài đánh giá lần trước của chiếc Honor 9 Lite thì các bạn có thể thấy là cái tính năng hay ho ở trong cái phần mềm này nó hơi ít. Còn với chiếc Redmi 5 Plus với MIUI thì các bạn có rất nhiều tính năng. Vì vậy nên là bạn nào đang cần một chiếc điện thoại tiện lợi để sử dụng nhiều tính năng hay ho thì với chiếc Redmi 5 Plus sử dụng MIUI nó rất hợp dành cho các bạn.
Một trong phần nữa mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là về camera. Với chiếc Honor 9 Lite thì các bạn sẽ có tận 4 camera, 2 trước 2 sau. Độ phân giải của nó sẽ là 13 megapixel và 2 megapixel dành cho các camera phụ. Với chiếc Redmi 5 Plus các bạn sẽ có camera sau là 12 megapixel, camera trước là 5 megapixel và cả hai đều là camera đơn. Mình có trải nghiệm qua một vài bức ảnh thì mình cảm thấy là với chiếc Honor 9 Lite thì các bạn sẽ được xử lý những bức ảnh với màu sắc rất tươi tắn. Trong khi đó thì màu sắc trên camera của Redmi 5 Plus nó đậm hơn một chút và nó giữ lại chi tiết tốt hơn. Còn về hầu hết những bức ảnh mình chụp trong điều kiện đủ sáng thì cả hai máy hầu như là mang lại cái bức ảnh nó rất tương đương với nhau, nó không có quá nhiều điểm khác biệt. Nhưng mà mình sẽ đánh giá chiếc Honor 9 Lite tốt hơn bởi vì sao? Chúng ta có rất nhiều những lựa chọn tùy chọn tính năng hay ho ở trong cái phần camera. Ví dụ như các bạn có thể chụp ảnh động này, các bạn có thể chụp xóa phông. Bởi vì các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có camera kép, thế nên là các bạn sẽ có khả năng chụp xóa phông, trong khi cái chiếc Redmi 5 Plus chúng ta là không có. Thêm nữa là trong cái điều kiện chụp thiếu sáng ấy, thì các bạn có thể thấy là bức ảnh mình chụp trên chiếc Honor 9 Lite nó đánh sáng khá tốt. Mặc dù nó đánh sáng không đều bằng Redmi 5 Plus nhưng mà chi tiết nó thể hiện rõ hơn. Và hầu hết là những cái bức ảnh ở trong này thì những cái chi tiết rất nhỏ như là lá này, rồi là hoa này, nó nhìn rất là rõ, đẩy lên rất là tốt. Còn cái chiếc Redmi 5 Plus ra hơi có hiện tượng là tèm nhèm một chút. Với camera trước thì cái khuôn mặt của mình được thể hiện trên cái chiếc Honor 9 Lite cũng tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn và tất nhiên rồi, đẹp trai hơn. Còn với cái chiếc Redmi 5 Plus này thì với cảm biến chỉ là 5 megapixel mà thôi thì các bạn cũng sẽ chỉ có những cái bức ảnh selfie nó bình thường thôi, nó không có cái gì quá nổi bật. Và mình nghĩ là chúng ta dùng cái camera trước của Redmi 5 Plus cũng ở trạng thái chấp nhận được. Cuối cùng là về thời lượng pin, với chiếc Redmi 5 Plus thì các bạn sẽ có dung lượng pin là 4000 mAh, còn với chiếc Honor 9 Lite thì chúng ta chỉ có 3000 mAh mà thôi. Với cái dung lượng pin chênh lệch khoảng 1000 mAh này thì có lẽ mình không cần phải nói nhiều, nhưng mà mình vẫn đã test cho các bạn một bài vào ngày hôm nay. Sáng nay mình thức dậy mình đều sạc cả hai máy lên 100% và sau khoảng 2 tiếng sử dụng những tác vụ rất nặng nề, mình hành hạ nó bằng đủ loại game và đến cái thời gian là 2 tiếng sau thì cái chiếc Honor 9 Lite chúng ta chỉ còn cái dung lượng pin là 74% mà thôi. Trong khi đó cái chiếc Redmi 5 Plus của chúng ta vẫn còn 83% pin, có nghĩa là thời lượng pin của chúng ta sử dụng sẽ tốt hơn khá là nhiều. Như vậy mình đã cùng với các bạn đánh giá chi tiết xem hai trong số chiếc điện thoại tốt nhất trong tầm giá 4 triệu mà các bạn sẽ có thể mua được là chiếc Redmi 5 Plus cũng như chiếc Honor 9 Lite thì chúng ta phù hợp với chiếc điện thoại nào hơn. Với chiếc Redmi 5 Plus thì các bạn sẽ có một thiết bị với màn hình to, chơi game rất tốt, dung lượng pin cực khủng lên đến 4000 mAh. Bên đó chúng ta còn hỗ trợ sạc nhanh. Thêm vào đó thì Redmi 5 Plus các bạn sẽ được tùy biến lại với giao diện là MIUI, rất nhiều tính năng hay ho đang chờ đón các bạn. Còn với chiếc Honor 9 Lite các bạn sẽ có một thiết bị với thiết kế rất đẹp, có thể thay thế một món quà trang sức dành cho bạn nữ. Thêm vào đó thì các bạn sẽ có một chiếc điện thoại với 4 camera. Với camera này các bạn sẽ có rất nhiều tính năng hay ho, ví dụ chụp xóa phông, chụp ảnh động, vân 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 vân. Cái phần này nó nhỉnh hơn Redmi 5 Plus khá là nhiều. Vậy thì sau khi xem xong video này thì các bạn đã có được quyết định là lựa chọn chiếc điện thoại nào chưa? Đừng quên comment phía dưới. Và các bạn có ý kiến gì thì cũng đừng quên đóng góp cho mình. Bạn nào đang muốn sở hữu một trong hai sản phẩm này đừng quên truy cập vào trang web của Lazada. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến đơn vị này đã tài trợ cho anh em review dạo hai chiếc máy này để mình có thể làm bài so sánh. Mình sẽ để link ở ngay dưới đây để các bạn có thể truy cập vào để tham khảo giá bán. Nếu các bạn thấy video hữu ích đừng quên like, bấm subscribe kênh YouTube của Review Dạo cũng như bấm chuông để có thể nhận được những thông báo về các video tiếp theo của bọn mình. Mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bắt đầu thì mình nghĩ rằng là hai cái màn hình này nó sẽ